Thưa quý vị, tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết Tổng thống Donald Trump đến thăm nghĩa trang Sérénès. Tổng thống Donald Trump đến thăm nghĩa trang Sérénès thuộc vùng ngoại ô của thủ đô Paris, nước Pháp vào ngày Chủ nhật 11 tháng 11 để vinh danh các binh sĩ Hoa Kỳ hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Các binh sĩ bỏ mạng trong cuộc chiến thế giới này cũng được tưởng niệm hàng năm tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11. Ông Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ tham gia chuyến viếng thăm nghĩa trang tại Pháp, nơi 1.500 binh sĩ Hoa Kỳ được chôn cất. Trong số đó có nhiều binh sĩ thủy quân lục chiến đã chiến đấu trong trận Belleau Wood, nơi họ được tặng biệt danh là Devil Dogs khi chiến đấu chống lại các đợt tấn công của quân đội Đức vào mùa xuân năm 1918. Hơn 26.000 người Mỹ đã bỏ mạng và hơn 95.000 người bị thương trong Thế chiến thứ nhất, được ông Trump mô tả là trận chiến đơn độc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đại chiến thế giới thứ nhất đã giết chết hơn 10 triệu người lính và để lại hàng triệu phụ nữ quá chồng và trẻ em mồ côi.